hơn 8 tuổi. Thì tôi được ba mẹ tôi là nói là mình sẽ được đi ra miền Bắc để gặp bà Hồ. Khi đó rất háo hức, nghe đi được ra thăm bà Hồ là phấn khởi lắm. Bố mẹ là may cho một cái gùi nhỏ nhỏ, rồi làm cho một cái mũ nan, rồi cho là một quyển tập vợ và một cái ống tre để đựng nước. Trên đường đi là cũng nhớ nhà, cũng khóc. Đời về. Thì tự nhiên nói ba tôi là bà về đi, con đi đến Hòa Bình rồi con về. Nhưng mà đến năm sau 7, đến năm sau 8 thì bà tôi bị hy sinh. Các cháu ra đây bị bom, chết hai đứa. Thì tạm địa phương đó họ lo rồi, còn đoàn sẽ lên đường đi được. Cùng với kỷ niệm của một cuộc hành quân là những cái đôi chân bé nhỏ ngày đấy thì mãi mãi là một cái giai điệu đẹp trong mỗi cuộc đời của chúng tôi. Hiệp định Geneva 1954 đã lấy vị tuyến 17 chạy dọc sông Bến Hải làm ranh giới phân định tạm thời hai miền Nam Bắc. Từ năm 1965 đến năm 1967, trước sự đánh phá hết sức ác liệt của bom đạn Mỹ dội xuống vùng đất Vĩnh Linh, Quảng Trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã có quyết định mang tầm chiến lược đối với khu ủy Vĩnh Linh là sơ tán đồng bào khu vực Vĩnh Linh, một phần của Gio Linh, Cam Lộ, ra khỏi vùng chiến tranh nhằm hạn chế thương vong và đảm bảo nguồn lực tương lai cho quê hương đất nước. Từ đây, kế hoạch K8 đưa con em đi sơ tán, học tập nhằm bảo vệ các hạt giống đỏ của quê hương ra đời. Một hôm thì buổi chiều thì như vậy là đồng chí giám đốc sở, tức là trưởng tí đó, nhắm người ái này là bảo hữu lên gặp tôi. Thì tôi lên thì bậc từ này anh bây giờ bằng giao lại đi sang Bình Hoa, đi giữa cái bãi bom B-52 rồi đi sang Bình Hoa. Thì như vậy là tôi vào trong một cái hầm rất lớn, thì tôi thấy ngồi đó đông rồi, một số đã khá đông mà toàn là những thủ trưởng cả. Đồng chí Lê Thanh Liêm thì lúc bây giờ ông mới nói đến cái chuyện đó là chiến trường của Việt Nam rồi đấy, là Quảng Trị căng thẳng lắm, cho nên bây giờ Trung ương là quyết định là phải rời 30.000 người của Vĩnh Linh. Trung ương lấy cái tên là chiến dịch cấp 8. Triển khai chiến dịch, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chọn một người con Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực làm trưởng ban cùng tham gia chiến dịch. Bộ Nội vụ thành lập Vụ 8 do Thứ trưởng Lê Tất Đắc điều hành cùng các thành viên thuộc Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế. Ngày 25 tháng 7 năm 1966, Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực vào Vĩnh Linh phổ biến chủ trương của Trung ương về kế hoạch K8. Để thực hiện kế hoạch chu đáo, Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh thành lập Ban K8 do đồng chí Trần Đức Hạnh, Ủy viên Thư ký Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh làm trưởng ban, đồng chí Nguyễn Văn Tu, Phó trưởng Ty Giáo dục làm phó ban và các ngành Giao thông Vận tải, Y tế, Tài chính, Lương thực cũng được huy động chịu trách nhiệm theo chức năng của mình. Là nghiên cứu cái con đường đi, nghiên cứu cái chỗ mà đặt tràn, rồi nghiên cứu liên hệ với là các anh là đi xem thực địa, phải bố trí có người của mình để là lo này, lo ăn này, cho đầy đủ. Mỗi lần ra như thế là bao nhiêu người này, là đầy đủ cả ăn mấy bữa này, ở lại mấy đêm này, lo hầm để các cháu ngủ lại. Xong đó rồi là lo cái đường đi, là đi mấy giờ thì an toàn, lo bến đò này. Không phải chỉ riêng tôi làm tiền trạm ở cái chỗ đi, mà còn có tiền trạm ra tỉnh. Ra tỉnh thì có cái đồng chí tiền trạm đó là phải liên hệ với cái anh để đặt một cái trạm ở cái anh. Rồi lại có một cái bộ phận, một cái nhóm làm tiền trạm ra Nghệ An để liên hệ với Nghệ An đặt một trạm ở Thanh Chưa. Rất nhiều bộ phận như thế. Ác liệt nhất là quãng đường từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh. Địch đánh phá cả ngày lẫn đêm hết sức dữ dội. Theo chỉ đạo của chính phủ, để vượt qua quãng đường bão táp này, Vĩnh Linh đã phối hợp với Quảng Bình tổ chức thành 3 cung 4 trạm tiếp nhận và chuyển giao. Cung 1
Từ Vĩnh Linh, ô tô chuyển các cháu ra trạm võ xá phía nam Quán Hào. Sáng hôm sau, đưa các cháu đi bộ men theo sông Nhật Lệ về Bảo Ninh ăn nghỉ ở trạm. Từ đây các cháu vượt sông Nhật Lệ qua bến đò Mẹ Suốt, qua núi Phú Hải vòng lên Cộn. Cung thứ hai, ô tô đưa các cháu đến Mỹ Trạch ăn nghỉ. Hôm sau vượt sông Danh sang Minh Lệ để lên quảng trường. Cung ba, từ quảng trường bắc sông Danh, ô tô lại đón học sinh đi theo đường 22 ra Kỳ Anh. Từ Kỳ Anh, xe của Bộ Giao thông Vận tải chuyển các cháu ra các tỉnh phía Bắc theo kế hoạch của Bộ Nội vụ phân công từ trước. Trong thực tế, để đảm bảo an toàn cho học sinh, tùy theo tình hình cụ thể, các chuyến đi được xây dựng cung đường và thời gian di chuyển phù hợp, hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra. Có đoàn học sinh được di chuyển kết hợp bằng xe ô tô và đi bộ đi vào ban ngày, nhưng cũng có đoàn học sinh phải đi bộ hoàn toàn, kể cả vào ban đêm. Đi một tháng 25 ngày, tức là đi bộ, ngày thì nghỉ, đêm đi. Thời kỳ nữa cũng mưa gió, thế là ra đến nếu Quảng Bình đó là gặp một cái chỗ là bom là nổ, bơ có ai người chết, tức là hắn khóc, hắn đi được nữa. Nó để lại một cái nỗi đau của cả đoàn. Nên khi đó là bị ném bom xong một cái là đoàn là tập trung đi liền chứ không được ở lại. Cho nên là rất là hoang mang và sợ. Kế hoạch K8 được thực hiện với sự chỉ đạo chặt chẽ, khoa học của Trung ương, các cấp ủy đảng, ủy ban hành chính và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành. Để đảm bảo bí mật, mọi vấn đề liên quan đến chuyến đi chỉ được biết trước một ngày. Mỗi chuyến xe vận chuyển khoảng 40 học sinh được bố trí một cán bộ hộ tống giúp từ lực lượng dân quân, một y tế bảo mẫu có 1 đến 2 giáo viên. Khi đã nhận nhiệm vụ đi cái rồi á, là họ sắp xếp đi là mình đi đấy. Học trò á, thì hắn phải chỉ mỗi đứa một cái ba lô. Lúc đó cô đi học sinh thâu tây 90 giờ đã bắt mình lên xe, lên xe sớm được, lên xe rồi cô trò cứ ngồi trong xe là mịt mù đèn có, nói chứ người vất vả chúng ta nổi đâu. Có thể nói là đi trong bom đạn, ban đêm thì có lúc thì có pháo sáng, có lúc thì không có, nhưng mà học sinh cũng lầm lũi đi. Tại Mỹ Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình, một xe chở 40 em học sinh của xã Vĩnh Hiền bị bom tọa độ dội trúng, chỉ còn sống sót một em nhỏ và một thầy giáo. Sau ngày hòa bình, những phần bộ đó mới được tập hợp lại để đưa về an nghỉ tại quê hương. Một nhà bia tưởng niệm với biểu tượng măng non và khăn quàng đỏ thể hiện khát vọng vươn lên của tuổi trẻ đã được dựng lên cùng khu mộ tập thể, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các học sinh mang sứ mệnh hạt giống đỏ của tương lai phải dừng lại. Nỗi đau và thương tiếc đến vô cùng. Bà Nguyễn Thị Em ở thôn Tân Trường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, năm nay đã 92 tuổi, gần đất xa trời, nhớ nhớ quên quên. Nhưng nỗi đau mất con thì bám chặt trong tâm khảm của bà. Trong cuộc đời của ba chị là gắn liền trên gối của ba chị là cái túi sách của anh. Đến khi ba chị mất là bọn chị mình lấy trong gối ba chị ra là đưa cho mẹ chị gối. Nhưng mà bên ấy mẹ chị 94 tuổi rồi bơ lẫn á. Bọn chị lấy cái kỷ vật của anh để lại là bọn chị để trong bàn thờ. Mà những năm trước mẹ chị đang nhớ một lần ngày cơm của anh á, là đưa ra là mì khóc.
mình khóc lắm. Một cái kỷ vật này là ngày xưa là cắt hai cái tay áo, may thêm một cái túi để cho anh ra đi sơ tán. Sơ tán nhưng mà không may ra đến Quảng Bình thì bị bom bơi mất. Thì khi ra mà nhìn dàng về thi thể của anh ấy, là nhờ có cái ba lô này với tên của anh, với là theo là cái ngày anh ra đi. Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, là một cựu học sinh K8 Vĩnh Linh. Hơn 30 năm công tác trong quân ngũ đã tôi luyện nên bản lĩnh người lính không nản sợ trước mọi kẻ thù. Nhưng khi đứng trước những hồi ức gọi tên K8, ông vỡ òa cảm xúc. Bắt đầu lớp 3 là học chung với ở trong gia đình giống như con em trong từng gia đình của ngoài đó thôi. Cái tình cảm thì cho đến bây giờ chúng tôi nghĩ lại thì rất là không có gì so sánh được. Mình xa gia đình, xa cha mẹ nhưng mà được sự cứu mang, đùm bọc, chở che, bảo ban cho mình từ cái nếp nghĩ, cách làm. Và chắc chắn rằng cái nhân cách của mình được hình thành từ đó. Cho nên cho đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn luôn tri ân cái tình cảm đó, không thể nào quên được. Thời gian làm lành vết thương của khổ đau, của mất mát. Nhưng thời gian cũng làm dày thêm tình yêu thương, sự biết ơn, trân trọng mà thế hệ các học sinh K8 đã nhận được của nhân dân miền Bắc. Với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, cựu học sinh K8 Vĩnh Linh, đó là những năm tháng không thể nào quên. Gần 6 năm học tập trên quê hương miền Bắc, ông cùng các học sinh K8 đã được đồng bào nuôi dưỡng như chính người thân trong gia đình. Trong cuộc đời của mỗi con người thì ai cũng có những cái dấu ấn riêng, có những khoảng thời gian mà gây xúc động cũng như là gây lại cái nhớ nhung nhất trong tâm hồn họ. Đối với chúng tôi, những học sinh K8, thì thời điểm của những năm học trên đất Bắc là một trong những cái dấu ấn đặc biệt đó. Bà con của bác đã dành cho mình tất cả cái tấm lòng, cái tình cảm, cái vật chất, cái tinh thần. Cho nên lúc khó khăn như thế, sự cứu mang đùm bọc như thế đã làm cho chúng tôi lớn lên, chúng tôi trưởng thành. Sau 3 năm học tập, năm 1969 là cái lứa anh chị lớn đầu tiên tốt nghiệp cấp 2 được vào học cấp 3 tại Nghệ An, một số đi chuyên nghiệp, thêm một lần chia ly, thêm một lần tình cảm trong mỗi học sinh của chúng tôi lúc đó có cái xao xuyến nhớ nhung, rồi có một phần phấn tâm trong học tập. Cho nên từ đó mà chúng tôi mới viết cái quyết tâm thư này. Kính thưa khu ủy và ủy ban hành chính khu vực Vĩnh Linh, chúng cháu tuy xa gia đình, xa quê hương đã gần 4 năm nay. Bao nỗi niềm thương nhớ gia đình quê hương hàng ngày, hàng giờ cứ đầy lên trong lòng chúng cháu. Nhưng sự chăm lo của Đảng, của Chính phủ và bà con cô bác Nam Hà đã làm cho chúng cháu chăm lo học tập và tu dưỡng đạo đức. Giờ đây, giặc Mỹ đang ngoan cố, liều lĩnh dùng mọi thủ đoạn đánh phá Vĩnh Linh ta, gây nhiều tội ác mới, để cùng cha mẹ, cô bác ta chiến đấu chiến thắng Mỹ xâm lược. Chúng cháu xin hứa với khu ủy và ủy ban luôn luôn an tâm ở lại học hành, rèn luyện trên quê hương mới, nhất là dịp Tết và những ngày hè.
Chủ Chảo kiên quyết chấp hành kỷ luật tốt, không để một trường hợp nào bỏ về quê hương. Chủ Chảo quyết không gây khó khăn cho quê hương mới, cũng như quê hương ta. Mang theo ký ức mở xa, nhưng tràn đầy nhung nhớ, làm hành trang cho một cuộc trở về. Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và nhiều vùng quê hương miền Bắc khác. Từ Quảng Trị, đoàn cựu học sinh K8, thôn Liêm Công Đông, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh cũng trên chuyến xe đi chung. Cũng là cung đường ấy, hôm nay họ ra Bắc thăm quê. Những tháng ngày xa rời tổ ấm, sống nơi đất lạ quê người. Nhưng đó chính là quãng thời gian đáng nhớ. Với đường gạch, vườn kè, nương khoai, ruộng lúa, ngọt ngào những làn điệu dân ca vùng Bắc Bộ. Sinh sống trong những mái nhà tường đất, cột tre nhưng chan chứa ân tình. Quê hương xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đón 34 cựu học sinh K8 trong một sớm mùa đông năm 2023. Trong niềm vui, mừng, tủi, bao nhiêu ký ức của tuổi học trò lại tràn về thân thương, chiều mến. Cũng như nhiều người dân Yên Lợi, gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở thôn Thanh Nê có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã từ sáng sớm để đón vợ chồng người em nuôi Lê Đăng Lai và Nguyễn Thị Hòa ở Vĩnh Linh ra thăm. Bây giờ cũng già rồi, cũng quen là nhiều. Có tôi với Hòa, tôi với Hòa toàn ngủ với nhau. Hòa ký. Hòa rồi ôm nhau ngủ. Học xong rồi là quay ra ngủ. Ôi, đây đổi thay nhiều lắm rồi. Ngày xưa bọn tôi đi học là đường trơn lầy lùa lắm, như nay là đường bê tông ấy. Ở đây là một ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, được anh chị nè, rồi bố mẹ ở ngoài này nè, rồi là bạn bè nè, vẫn thương yêu giúp đỡ. Em chào anh. Đây cái Hòa, vợ Lai đây. Dạ, để cho người nghỉ một tí đã. Vâng. Nhiều thì đi. Dạ. Thế bà về đăng ý nhá, ông đi đi với ông nhá. Thôi đi về nghe, để hồi gặp lại nghe. Chị Lai ơi. Chào chị khỏe. Có chị mặt đẹp ơi. Nhà chị là nghèo nhất cái xóm này, nghèo nhất cái làng này. Ngày xưa đấy, cho nên có được tiêu chuẩn nuôi các chú đâu. Không được tiêu chuẩn nuôi đấy. Thế nhưng mà cái chú Lai ấy, chú ở bên nhà ông Vọng bên kia, không hợp mới để cái bà cụ già. Thế sang đây thì lại hợp mấy ông bố chồng tôi. Thích quá, cứ sang đây là nằm ngủ hai ông cháu ngủ với nhau. Sau là xin ông Huệ giáo viên mới bảo thế chị ơi, thế bây giờ mà em xin cho Lai sang bên này thì ý chị như thế nào? Tôi bảo tôi chỉ bảo này, nhà tôi nghèo nhà lắm, nghèo. Thóc gạo ít, nhỡ một cái con tôi nó đói thì được, chứ để các chú đói thì tôi không chịu được, tôi không an tâm. Thì thôi thì chú tính thế nào thì tùy chú. Chứ còn này, em thì thích ở bên này lắm rồi, em thì quý ông lắm. Thế tôi bảo thế, thế chú bảo thôi thì cứ quyết định cho em sang bên này cho nó vui vẻ thôi chị ạ. Bảo ừ thôi thì được. Thế nhưng mà lại giờ là chú ở đây thì mấy năm không phải đứt bữa, không phải để cho em đói. Đã hơn 50 năm trôi qua,
Kể từ ngày ông Lê Đăng Lai được gia đình bà Nguyễn Thị Vân nuôi dưỡng, khoảng sân này, góc vườn này dường như không có nhiều thay đổi. Nơi đây, những buổi cơm chiều vội vã, ông thường được nghe thầy U kể chuyện và dặn dò. Ông thật là đẹp lạo, rồi là hiền từ, rồi là thấy là cái cách mà nói chuyện, rồi là ông hay kể cái chuyện này chuyện kia. Đặc biệt là chị em sống với nhau thì cũng rất là hòa thuận, không có cái gì là to tiếng, nhỏ tiếng, cái rất là tình cảm. Thì cho nên là cái từ chỗ đó mình tạo cho mình được một cái kết nối. Mình ở đấy là 6 năm, thì quãng đời là rất ngắn. Nhưng mà đó là một cái khoảng thời gian là rất là có ý nghĩa. Đối với người dân Yên Lợi nói riêng và người dân của nhiều vùng quê tại miền Bắc nói chung, các gia đình nhận nuôi dưỡng học sinh K8 thường phải có điều kiện, được tổ chức chọn lựa và phân công nhiệm vụ rất cụ thể. Câu chuyện về thăm thầy U của ông Nguyễn Thuận Phương ở xã Hiền Thành bị khuyết tật nặng, được gia đình ông Nguyễn Khắc Sùng, nguyên phụ trách nuôi dưỡng con em học sinh K8 Vĩnh Linh tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nuôi dưỡng, là một câu chuyện rất đặc biệt. Tôi là Phương, con của bố mẹ tôi, là bố mẹ tôi đã nuôi tôi khi còn rất bé. Bây giờ là những quá khứ bố mẹ tôi đã chăm sóc và nuôi tôi là rất chú đáo và thương tôi giống như con ruột trong nhà. Bây giờ 50 năm về lại, tôi rất xúc động khi gặp lại người thân của mình. Bước đầu thì ra đây thì cứ nhà nọ họ dừa cho nhà kia, họ đem họ trả ông. Thế là từ bấy giờ là ông nuôi anh Phương cho đến khi về. Thì lúc bấy giờ là anh Phương là vừa là yếu ho, vừa là bấy bớt bệnh tật. Thì nhiều lúc cháu cũng buồn bã, thế rồi cũng động viên cháu thì sau cháu vui vẻ. Ông bảo bà mình đây, bố với mẹ là chị Bông à. Chị Bông về với mẹ, chị Bông về với bố. Đấy, đây là mộ ông đây, còn đây mộ bà mới năm ngoái này. Con là Nguyễn Thị Bông, quê ở thôn Đông, Hiền Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Trở về lần này, người còn, người mất. Những giọt nước mắt không thể nào vơi bớt niềm thương nhớ. Khi ở đây là bọn chị đang còn nhỏ. Được ông ba cứu mang chăm sóc rất là tận tình chu đáo, vì khi ấy là thì xa cha ra mẹ mọi thứ đều là lắm. Cách sau 25 năm ra thăm thì cái ấy là thấy ông bà đang còn. Nhưng sau thời gian di về được một tuần thì ông mất. Rồi cũng lần thứ hai cũng ra thăm lại gặp bà. Nhưng rồi cũng về được một tuần thì bà cũng mất. Dẫu cho thời gian trôi qua 50 năm, 60 năm hay nhiều hơn nữa, mỗi khi họ trở về, tình cảm ấy vẫn thân thuộc, thiêng liêng. Thì đến hôm nay thì phải nói là cũng rất là phấn khởi là được các anh với lại anh em ở trong ấy là lại nhớ lại quê hương mà trở về thăm. Thì tôi thấy là cái tình cảm như thế là rất quý. Cuộc gặp mặt như thế này là đúng là tôi rất là bất ngờ và rất là mong muốn, mong rất là nhiều lần. Và có một lần là tôi thấy chị Bông về đến sân thì có gọi mẹ ơi.
thì tôi thấy là mẹ tôi với chị Bông là ôm nhau khóc và tất cả gia đình tôi chạy ra và ai cũng khóc, cảm động quá. Thì tôi thấy là tình cảm của gia đình tôi, bố mẹ tôi tuy không còn nữa, thế nhưng anh chị Bông và các cháu vẫn liên lạc được, và trong những ngày mà bố mẹ tôi qua đời là đã có tình cảm của chị Bông, những cái nguồn động viên an ủi những cái lúc mất cha, mất mẹ. Với nghĩa tình sâu nặng với thầy U và nhờ cái sự nuôi dưỡng dục của gia đình cũng như truyền thống văn hóa của quê hương Lợi đã thôi thúc và giáo dục chúng tôi để tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương. Dù khoảng cách có cách xa nhưng nghĩa tình không bao giờ xa. Xin một lần cảm ơn và mãi mãi cảm ơn quê hương. Năm mươi năm trước, cũng như nhiều vùng quê miền Bắc ngày ấy, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tổ chức nơi ăn ở, học hành cho các học sinh K8 theo tinh thần mà Bác Hồ đã căn dặn. Di chuyển học sinh đợt này phải xem như trồng cây, đưa chỗ đất này sang chỗ đất kia, phải làm sao cho cây tốt tươi hơn. Vượt qua được chặng đường ác liệt đến nơi an toàn là một thắng lợi lớn. Nhưng điều quan trọng là phải ổn định đời sống, việc tổ chức học sinh đảm bảo nguồn lực cho tương lai. Đảng bộ và nhân dân xã Yên Lợi thực hiện cái nhiệm vụ đón các cháu học sinh K8 về để nuôi dưỡng trong gia đình mình là nó do cái tình cảm, trước hết là của tình cảm, nhưng mà cái thứ hai là cái quán triệt sâu sắc cái chủ trương của Trung ương, của Bác Hồ. Chăm sóc K8 thì người ta coi như là cái việc thường xuyên, mà chăm con mình như thế nào thì chăm các cháu K8 như thế. Trường Trung học Phổ thông Mỹ Tho, một trong những ngôi trường có số lượng học sinh K8 theo học lớn nhất. Lịch sử nhà trường luôn dành những trang viết trân trọng để nhớ về học sinh K8 như một niềm tự hào của bao thế hệ giáo viên, học sinh dưới mái trường này. Tôi nghĩ cái lứa học sinh K8 là một cái lứa học sinh mà có thể nói là gắn bó với cái đời dạy học của tôi sâu sắc nhất, nhiều kỷ niệm nhất, nhiều tình cảm nhất. Các em đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Nhiều em là năng nổ, hăng hái, nhiệt tình. Nó là cái tố chất, cái tinh thần. Mà nếu nói lớn ra là cái tinh thần cách mạng, lại cái tinh thần tiến công cách mạng của các em. Trong thời gian sinh sống và học tập ở miền Bắc, đã có 43 thầy cô giáo được kết nạp đảng, hàng trăm giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, được học sinh và nhân dân tin yêu, quý trọng. Những người thầy, người cô dạy dỗ mình phải nói là hết sức chú đáo, dành hết những tình cảm yêu thương. Chiến dịch K8 đây là một cái tầm cao của cái chiến lược của Đảng. Đây là một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam trong quá trình chiến tranh chống ngoại xâm. Cái tình cảm giữa chúng tôi và quê hương Yên Lợi, quê hương thứ hai á, cũng như mọi người á, là vẫn mãi mãi trường tồn. Bây giờ bọn tôi cũng không phân biệt rằng nơi nào là nơi yêu dấu nhất, hai nơi đều giống nhau cả. Từ Vĩnh Linh, Quảng Trị, những măn non K8 đã có một cuộc hành quân có 102 trong lịch sử. Từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, tình người, tình đất nơi đây đã dưỡng dục để những tuổi thơ miền đất lửa Quảng Trị được trưởng thành. Năm tháng trôi qua, cuộc thiên di màu đỏ mang tên K8 không tạc lên tượng đài sừng sững, không bảo tàng, bia đá ngàn năm. Bởi chiến dịch mang sứ mệnh ươm mầm, trồng cây trong lửa đạn chiến tranh đã thấm sâu vào những vùng ký ức, tô bồi truyền thống nghĩa tình,
để rồi từ trong nhọc nhằn, gian khổ, từ sự đùm bọc, chia ngọt, sẻ bùi, những mầm xanh K8 đã lớn dậy, vươn mình, cho đời những mùa hoa trái.